Bộ Công Thương vừa tổ chức họp để giới thiệu và cung cấp thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022. Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn, đã có 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022, tăng 48 doanh nghiệp so với năm 2020. Đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cũng như phát triển thị trường nội địa. Qua gần 19 năm hình thành và phát triển, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực, thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho thương hiệu quốc gia Việt Nam góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng và có năng lực cạnh tranh cao trên trường quốc tế. Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2022 tại Hội nghị quốc gia và truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình Việt Nam.